vui hơn năm qua. Phúc lộc tài về với môn mọi nhà, tay trong tay anh và em đây vui ca. Hạnh phúc đông đầy lại ngày Tết sum vầy. La 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 la. Tin vui, tin vui, lần đầu tiên tại San Diego, chợ Tết Thuận Phát San Diego tràn ngập những mặt hàng cần thiết để chào đón Chúa Xuân với đủ loại hoa, trái cây, bánh mứt, bánh chưng, bánh tét và tất cả các món ăn thuần túy không thể thiếu trong ngày Tết. Văn nghệ phong phú đặc sắc với sự góp mặt của nhiều ban nhạc và ca sĩ được mến mộ tại San Diego, hát cho nhau nghe, nhiều trò chơi lý thú vui nhộn cho các em thiếu nhi, múa lân, đốt pháo, lì xì. Các gian hàng thức ăn với rất nhiều món ăn hấp dẫn nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đến với chợ Tết Thuận Phát San Diego để có được những ngày Tết tha hương, vui vẻ, trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Chợ Tết Thuận Phát San Diego từ thứ Sáu 17 tháng 1 năm 2020 cho đến Chủ nhật 19 tháng 1 năm 2020 tại bãi đậu xe của siêu thị Thuận Phát San Diego. Ban tổ chức trân trọng, kính mời. Cùng nhau chào xuân